hòa chung niềm hân hoan của những người con Phật trong mùa Vu Lan Tháng Hội. Sáng ngày 19 tháng 8 năm 2024, nhằm ngày 16 tháng 7 năm Giáp Thìn, chùa Giác Tánh, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh đã long trọng tổ chức đại lễ Vu Lan báo hiếu Phật lịch 2568 dương lịch 2024. Buổi lễ diễn ra trong không khí trang nghiêm, thành kính với sự tham dự của Chư Tôn Đức Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, quận Tân Bình, tăng ni các tự viện trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh cùng đạo tràng Phật tử. Trong không khí trang trọng của buổi lễ, đại lào cho Đại Đức Thích Trí Lực trụ trì chùa Giác Tánh, đại diện Phật tử đạo tràng đã dâng lời cảm niệm sâu lắng về công ơn của hai đấng sinh thành. Lễ Vu Lan báo hiếu không chỉ là dịp để các Phật tử bày tỏ lòng biết ơn đối với cha mẹ, mà còn là cơ hội để tất cả mọi người cùng hướng về tổ tiên, nhớ ơn những người đã khuất, nhắc nhở rằng dù cuộc sống có bộn bề đến đâu, công ơn của cha mẹ luôn cần được ghi nhớ và báo đáp. Tiếp nối phần cảm niệm là nghi thức bông hồng cài áo, một trong những nghi lễ truyền thống đặc trưng của mùa Vu Lan. Mỗi cánh hoa hồng cài lên ngực áo là biểu tượng cho lòng biết ơn và yêu thương của người con dành cho cha mẹ. Với những ai còn cha mẹ, bông hồng đỏ là niềm hạnh phúc vô biên. Còn đối với những người không may mắn, bông hồng trắng là lời nhắc nhở về tình yêu thương vĩnh hằng không bao giờ phai nhạt. Sau phần lễ chính, đạo tràng Phật tử đã cùng nhau thực hiện nghi thức nhiễu Phật ba vòng, thể hiện lòng kính ngưỡng sâu sắc đối với Tam Bảo. Tiếp đó, đạo tràng Phật tử thành tâm dâng pháp y cúng dường lên Chư Tôn Đức chứng minh nhân dịp kết thúc 3 tháng an cư kiết hạ.